thành quả của mấy anh em dân lưới hôm nay đây cả nhà ơi, dữ lắm rồi. Hello, em chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay bây giờ cái đồng có chắc không bùi bơm nước rồi, sau hè chắc không bùi bơm nước rồi, mấy anh em xách lưới 3 phân với 3 phân rưỡi mình dân, mình ngâm tới sáng mình thăm cây, thấy cũng có cái rô có sạc ụt bộn nè. Thì dân thử có nhiều không? Đấy. Hôm nay mình có mấy tay nè, 5 tay hả anh hai? 5 tay, 3 phân rưỡi với tay 4 phân. Thảo lứ. Rồi dành hai dân đi. Giờ đồng ở đây của mình ở đây là bơm lò bờ hết trơn này. Anh hai ơi. Anh hai bổ từ đây đi anh hai. Đây nè. Xuống này em thấy các cái biển này cá hụt hơn nè anh hai. Ai ụt cá gồ ụt chéo chéo anh hai. Dứt cái biển này không chừng sáng vô ạ. Chơi tay này 3 phần trước đi. Hả? Chuyện á dân cái tay này 3 phần trước đi. Ừ. Dạo này dài dễ dính lắm, nhào vô là lụm liền. Dạo này không mua dạo này tới 1 mét lận. Cái này cạn mà còn sình sình quá trời sình hả anh hai? Không sao vô giữa bởi vì sình. Chơi thẳng luôn ha, không thả vùng vùng sao? Đại đi. Dạo nó dài nó có tùng luôn ha. Năm tay này sáng thăm cũng lâu à. Ngâm đại cái có cái gô cái sạc không chắc có mà thấy nó ụt bộn quá nè. Ít nhiều chứ sao không có được. Đồng này vậy là chắc mơi mốt nữa là lòi đêm nay nữa không chừng lòi sình không anh hai. À. Mới nữa lòi giờ là lòi mẫu hết trơn rồi nè. Ê lúng quá lúng rồi. Chiến chỗ này coi. Cái này chắc em nghĩ cá đen rồi, chắc nó xuống kinh hết rồi. Còn cá sặc cá gô đồ này kia thôi. Xéo xéo đó không? Ngang đây luôn đi, ngang đây ngang qua bãi luôn đi. Sáng như vậy là 5 giờ rưỡi mình thăm được hả anh hai? 5 giờ rưỡi thăm. Ừ. Thăm tay lận mà. Bao vòng vòng, bao cù vòng đây mấy em cá nha. Cạn là đi tới đi lui là dính à. Ôi ôi, lưới nó dài. Vì tài lưới này nữa mấy anh em thả cũng xong rồi. Em hẹn cả nhà sáng 5 giờ rưỡi gặp lại nha. Em gửi mấy anh em thăm rồi sẽ quay cho cả nhà xem. Hello cả nhà, buổi sáng nha. Sáng hai anh em đi thăm lưới. Giờ hồi này nó gài nó kiếm tay kiếm 2 kg, 5 tay này kiếm 10 kg được. 10 kg được không? Được. Đây một chú cá rô rất to. Nãy bác kêu Khang nó ra gỡ tiếp. Thức chưa? Trời. Ồ rồi, hai ba con cá rô luôn. Giờ hai tay lưới mới này thì mình cuốn nha. Ừ. Còn ba tay lưới cũ thì mình để nó chiều mình cuốn nha. Ngâm luôn ha. Ngâm luôn. Thì cuốn hơi lâu. Ừ. Còn hồi qua cái quặng đó tay lưới 4 phần nha, cái con bự luôn á. Ờ. Đồng mênh mông luôn. Bữa nay siết bữa nay nữa chắc cạn rồi ha anh hai. Bữa nay đâu có hai. Đây. Đổi đi, đổi đi hồi chi hai. Lắm rồi, khúc này dính chắc lắm. Ờ, khúc này dính nhiều lắm anh hai. Rồi ba cá rô luôn anh hai ơi. Ê. Quá đã.
ba chú cá rô. Dữ lắm hả? Vậy đó mới đã. Rồi hồi điện lính ra gỡ tiếp mới được. Ok, kêu Khang ra gỡ tiếp bên này. Điện không em điện? Nó đang cóc cho. Không hay hả? Thôi trời, cũng này ba cái gô luôn. Hồi gỡ máy. Đây mình chủ yếu mình cuốn hai đứa mới trước đem vô. Trời, sao mà gách lỗ dữ vậy anh hai? Sao gách cua, đúng rồi, cua cua cắn. Cua sắt 4 làm lỗ bành bành không phải gách mà nó cắn cái viền trên này nó bị sụp. Chúng nên đổ thừa quan không, con này xính rượu lỗ vậy. Em cái sạch. Ê! Trời ơi, dính xe diện hết trơn rồi, dữ lắm rồi. Cái này sao gỡ nổi? Để điện anh ba ra, điện ba ra cái ổng gỡ tiếp đi. Chết rồi. Cá rồi cua nữa, quá trời sao gỡ nổi. Cái quằn này quá trời. Cái quằn nó dính quá trời, dính luôn rồi nè. Dữ lắm rồi. Ôi ôi, nó xe diện trơn anh hai, để em điện anh ba cái. Đây ba Lâm đang lội ra. Gỡ tiếp mới được. Rồi xí ra gã tiếp bay. Rồi có con cái gô bành kia luôn kìa. Mới bay lên thẳng kìa, không gã hả? Gã chơi. Gã chắc cô này khó xử cho nó. Bỏ đại nó đi. Gã tiếp cái đi. Nhét vô bờ đó nó kéo nè. Ừ. Đi vô hoài. Bà anh lại mà lấy thêm tay lưới anh thả ngàn nữa cho cái lung này cá quá trời luôn. Rồi lẹ lại gỡ tiếp mấy ông ơi. Mấy con ốc và mấy con cua rồi gỡ lâu cũng chết. Cái này không phải gỡ ẩu nha. Mỗi một chú cá lâu kiến là chiến một lỗ cái tô. Chứ ít nhiều cũng có gách à. Còn cái gô này bành kia anh hai ơi. Ê. Ôi gô dữ lắm rồi, giờ này dính trước dữ lắm. Công nhận lưới này dữ thiệt không à. Vậy. Lưới Nhật đúng là lưới Nhật thiệt, cá lòng tông cũng dính luôn nè. Quá dính. Tội cái gô bành kia vậy nay. Cái này phải nãy điện mua bánh mì ra rồi làm sao. Ê phải nghe. Hồi đó bụng chết. Để em quay cái thao cá. Phải hôm qua mình. Trời ơi dữ lắm rồi. Phải hôm qua mà mình dồn lưới lại đây mình văng hết trơn rồi chắc gỡ đã luôn á cái lung này nè trời. Dở quá ha, phải qua anh dồn lại lung nè. Ồ rồi cái gô. Ý dở lên anh hai. Ý nó dính cái nè lèn hết trơn cái gô không. Máy này mấy ngày nó bơm quá bơm. Qua mình cũng đâu cạn dưới thần hồn phải biết cạn chỗ này là qua dồn lưới xuống đây hết rồi. Dồn lưới xuống này dính. Tăng cường cầu thủ đi. Cá gô không à, sao cá sạch ít mà cá gô không à, anh ba? Anh ba của Khai Trần. Mấy anh em cá dính quá tăng cường cầu thủ. Nãy trên lai gai cha khăn bùi gỡ cũng được rồi mà giờ dính. Gỡ hồi đau tay lắm cá gô. Rồi gỡ lên anh hai. Trời ơi dòng hồi. Đã luôn. Nay trời có nắng làm khô ngon rồi nha. Ôi ôi. Đùm đùm luôn. Xe viền là khúc này dính mới dữ. Qua mình chiến hết năm tay lưới xuống đây một cái gỡ chắc tới trưa luôn á anh hai. Ôi ôi dữ lắm rồi. Gỡ gần đi ba Lâm đang thảy vô cái thao để không thấy khi chịch ngoài ủ.
Còn Dương Ba có khăn bùi gỡ cá nhanh quá, nghe cái gột chứ trời. Nghe cái gột cái lỗ bằng cầm tay. Tính đâu gỡ cá nghệ thật cái gì, nghe cái gột á. Cá này hiếm chùm không, cá nó đi hội nữa. Trời ơi. Cá sạc cá gô. Đấy trước đi ba Lâm ơi. Còn cá gô bự kìa. Trời ơi cái khúc đẳng đùm đùm luôn rồi kìa, nó lú đầu kìa. Hai ký rồi đó chứ không chơi đâu. Mà hôm nay cá gô nhiều quá. Ôi ôi. Ôi ôi nó dính. Nãy giờ không thấy em cá lóc nào hết trơn ta. Quá. Wow. Quá dữ. Mấy con đó nó hả miệng á. Ốc cua. Đâu? Đâu cá đâu rồi? Giữ chưa? Chưa đâu, nãy giờ mới hai tay mà. Cái gì? Nhớt ốc. Mấy cái nhớt đó là anh Ba nói nhớt con gì, nhớt ốc hả? Ủa? Bởi vì em nói sao mà nhớt bạch bạch không nhớt con gì? Ôi ôi nó dính khúc này lèn hết trơn rồi. Lú đầu. Lú đầu trắng tư chân 4-5 em. Có con cá, cá măng đỏ đó anh hai. Đây, đã luôn. Căng gì giùm em cái anh hai. Anh Ba ơi, cái kinh này bây giờ mà đem lưới xuống anh ngâm một đêm nó dính tảng hằng cho anh Ba coi. Có đặt vấn không? Trời ơi cái này mà đưa xuống nó dính dữ lắm anh Ba ơi. Anh hai, mình chiến từ lưới ba mặn đây nè. Chiến bỏ rồi ăn giục luôn á. Hả? Chiến cái đầu kiến chịu nổi đâu chứ ốc. Dữ lắm cá mà. Bây giờ nó gom xuống nước cạn này, nó gom xuống quá trời luôn. Ngày nó chưa mà rảnh nó lấy con lưới cua tép. Giờ kéo một cái. Dữ lắm tép hả? Trời ơi. Đây, có một phút. Có đồ lấy tép kìa. Đẩy không? Mượn lại gì vậy? Đồ đẩy gì vậy? Có không mà đẩy không? Hả? Trời ơi, cá trước nó quậy chéo chéo kìa. Ừ, ngày mới cũ thiệt mà. Quá ơi, tay lưới này hơi cũ. Nhưng mà dính gì là cũng đạt yêu cầu lắm rồi. Đâu con. Ê thao cá nhiều rồi đó. Lưới này dân gỡ lai gai vậy chứ ngồi gom vô mình thao. Ừ tại mình dân mua 5 tay lần mà. Ôi ôi nó dính quá trời dính này. Dở lên em coi cái anh Ba. Ôi ôi xe diện ở chân, dở lên cái nữa anh Ba. Chân cái đường nước này nó xuống nè. Ôi ôi khúc này dính dữ lắm rồi anh Ba ơi. Khúc này mà khúc này phải hôm qua mình văng tay lưới nguyên á anh hai. Lưới mới á. Kéo thao lần gần lại ba Lâm. Ôi ôi đã thiệt chứ. Này là bỏ thay được nè. Lưới này cũ rồi. Mà nghe cái đường cá xuống. Mùa nước mới lên bây giờ. Ừ.
Rồi xảy luôn cá lóc. Trời trời trời, đưa tay lưới xuống một cái nó dính. Ôi anh hai ơi, cá hụt bự bự không anh hai? Chịu gì? Chịu gì? Một hồi nè anh ba, anh ba. Đất này dính mới dữ nè. Cái này một người một gỡ tới trưa luôn rồi không gọi nữa. Ôi ôi. Lèn hết trơn nè. Ôi ôi quá khứ rồi. Đúng đầu điều chứ. Quá trời cái mường cá ụt luôn, nó xuống nước cạn này nó xuống dữ lắm. Đêm nay này nó mới xuống dữ nè anh ba. Còn số cá giờ nó cũng ém trên ruộng. Dời qua đó luôn hả? Ồ dữ lắm anh hai anh ba ơi, cá rô. Ồ cái tay lưới này dữ lắm, dính này. Thấy chưa, mình đã mà cha không bùi gửi sao nổi. Có mình nên sao gỡ em thì sao gỡ được, em cầm máy sao gỡ. Vô trống dừa nấu được cháo chín giống rồi. Có lòng, có lòng. Sáng đi chợ mua đồ vậy? Hả? À? Ôi, ôi, máy bay lên hẳn, ôi. Cá chính nói tiếng Tàu luôn rồi. Gỡ, ê. Lưới này gỡ mình anh tới vô cá sình luôn. Ôi ôi cái kìa. Dữ lắm rồi anh ba. Nổi đầu lèn đẳng hết trơn kìa kìa. À ơi ôi. Dỡ khúc này lên ha. Xe viền luôn mà. Nó gô dữ thiệt. Ừ. Không ông à, bển bây giờ cạn rồi, nữa mình về qua đây đi. Sáng mới ra gỡ. Ừ. Rồi anh Văn nó nghe chứ em với cha Khăn Bùi là thôi đó, dạo này thôi đó. Gô quá trời luôn rồi cha Khăn Bùi ơi. Dở khúc này lên nghe anh hai. Tiếng Nhật. Dính này mình nên gỡ ba trận thiệt chứ không phải chơi. Ừ rồi. Cá rô nó liền hết. Em thấy là khoảng cỡ 80-90% là dính cá rô nghe anh hai anh ba. Bây giờ nước cạn là cá rô chứ cá sặc là nó dính, nước còn cao bây giờ là cá rô nó mới đi nè. Thấy qua thao cá coi. Dữ chưa? Dữ lắm cái thao cá rồi. Cái rô gì đây nè.
Trời ơi, cái rô này vô mình kho lạc nha, nhất xứ luôn nha. Chấm bông súng với cò nèo ha. Chấm bông súng với cò nèo cái thôi. Banh ba cơm chân. Măng cá thao này một ngày mình ăn á chứ. Chơi giỡn chơi hoài cá thao cá. Gô màng lâu lắm. Cái gô này bành kỳ nè anh hay. Ôi gô cái gô ế luôn. Cá này cá nhì à nha. Ôi rồi nó dính. Dữ lắm rồi. Xe viền hết trơn luôn rồi. Mà như cái mặt bị ai chữ vậy. Nhăn nhó hả? Cái gô gỡ đau tay lắm. Mình mang bao tay thì khó gỡ. Ôi rồi. Cái nè. Đó. Nãy bà kêu thằng Bùi ra nó gỡ tiếp trời. Ngồi chà bá trong đó. Nhiều mít đó. Thằng Bùi ơi. Ra gỡ tiếp con ơi. Dính dữ lắm, dính rồi, ra gỡ tiếp mới được. Quay. Sao cá họ đi không nổi nè. Trời nó dính. Chẳng có con cá gì thấy bự bự vậy ta. À cá rô. Mấy con cua nó ăn nó đục mấy mắt mấy con cá hết trơn à anh hay. Con nào ngập ngập là nó đục mắt à. Cậu ai biết sao mà con cua nó đục mắt con cá không? Sao? Tại vì con cua thường thường thì nó dơ. Nó dơ mà nó bò qua bò lại con cá nó thấy nó nóng nó ghét nó liếc nó dòm nó liếc nó dòm. Cua bạo lại mất mắt. Mất mắt mày còn dòm tao không? Mắt chắc dễ ăn hơn mềm. Trời ơi ba Lâm ơi. Ta canh ta dục ông này chơi lô tô không được rồi. Thao bành kia vẫn dục ra ngoài không à. Đóng gồng không? Nó giờ ơi. Thấy cái thao tới đi không thấy ra ngoài chân à. Có nhiều cái bắt đầu. Thôi cá không giống ra vậy. Có nhiều cái thay ẩu rõ ràng ha. Thôi dính cá lóc ngọt rồi. Cá lóc muối xả. Lóc này ngọt ngọt muối xả chiên ngon lắm. Muối xả đầu tiên cái nấu cầu cạch cải ha. Cái này thưa rồi. Anh ba nấu canh cả trời anh ba. Cái đám cả trời phía bên cái đám mít. Ê cái gì vậy? Mày dinh mày dinh. Ờ mày dinh còn sống thả gì vuông không? Bởi vì sao sống nổi? Bỏ lên chút xíu chứ. Trời cái thao cá. Thăm chưa hết lưới nữa mà gì đây. Trời ơi ba Lâm thả nữa rồi. Ê ê ê chiến cá này coi nè. Dính mới sợ anh hai. Dinh ở đâu chú? Ủa thấy nó chui xuống hang mà. Thôi đi tới đi quay. Ôi rồi bà ăn cá rô quá trời ngon ha anh ba. Ừ. Dính sát mẫu luôn. Ê để cái thao để ông không thấy lô tô ra ngoài nữa đó anh hai ơi. Quay đầu không dính. Hai ông đi tới đi. Ừ. Hâm hết đi rồi tôi cuốn quay đầu xuống luôn. Anh hai quay đầu xuống luôn đi. Chứ để chưa nó không dính ổn, chiều thế nào nó cũng dính. Rồi, quá nặng rồi cả nhà ơi. Đứt dây luôn. Đứt dây luôn. Ví dụ cỡ này mà đứt nữa đó. Dữ lắm cá rô trời thấy ham. Thôi bắt vậy anh hai bọc tay lưới này lại xuống lung đi anh hai. Ừ. Lung nó dính nhiều. Quá anh hai ơi dính cá chê anh hai ơi chê vàng.
chỉ dặn cái chơi trắng ê phạt bà vụt vụt nghe 35 tình hình nào em nghe nó không có xa nha cái này mà nước cạn ê quá im thời tới dạ dành hai cuốn tay lưới đem qua bên lùng đi. Ừ. Gỡ đi gỡ đem qua lùng đi thời tới cá chê này rồi anh ba à, cái thao này để em sợ nó phóng ra không bẻ ngạnh đi có gì họ anh em mò cho dễ để rồi mò tự tin hơn rồi qua bắt ba bốn con quá im luôn cá mà nó nặng tới kéo đứt đứt dây thao luôn mà à ê dính con cá chê cuối cùng tới lưới được cá chê ồ cá chê chê trắng chê dạng hay trắng trời ơi quá trời thành quả hôm nay đây cả nhà ơi cá chục ngoài ký á mà dữ lắm luôn nhận thấy ham thiệt. Clip kênh Hậu Giang quê tôi đến đây em cũng xin kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại cả nhà clip tiếp theo với bà cả nhà nha. Bye bye cả nhà nha.